Các bạn, ở đây mình đang có hai con len, đó là Titan 100mm f/2.8, còn bên trái hộp nhỏ hơn sẽ là ngàm M42, còn con bên phải với cái hộp to hơn á đó là ngàm cho Leica M. Với hai con ống kính này á, nó sẽ có cùng tiêu cự, cùng khẩu độ, cùng chức năng luôn, nhưng mà chỉ có khác ngàm mà thôi. Còn hai con số bên cạnh như vậy á là cái mã sản phẩm bên mình thôi, không liên quan gì tới ống kính nha, nên các bạn cũng không còn quan tâm tới đâu. Thì bây giờ mình sẽ mở hộp ra cho các bạn xem. Thì với cái con mà ngàm M42 á, thì bên mình đã làm clip trên tay rồi, nhưng mà cái con cho Leica M đó thì bên mình chưa có làm, nên hiện đây thì mình lấy ra và so sánh cho các bạn luôn để cho nó dễ. Đây là ngàm M42, và bây giờ mình sẽ mở hộp của con Leica M, có ký tự chữ M đây nè. Đó. Với Leica M á, thì tất nhiên là lúc nào nó cũng sẽ cho một cái đồ vận ốc như vậy. Mình sẽ để đây lại nhé, tại vì mình cũng không có dùng Leica M đâu, nên mình cũng chưa rành cho lắm, thì cái chỉnh ốc đó thì để chỉnh cho ngàn để cho nó đúng khớp thôi, chứ không có gì cả. Nhưng mà hầu như là bên mình bán cái con len này khách hàng cũng không có cần tới nữa, tại vì con len nó đã được chỉnh hoàn thiện rồi, mua về và dùng thôi. Đây, hai con ống kính thì bây giờ mình sẽ cất toàn bộ vào hết và chỉ giới thiệu về sản phẩm thôi nhé. Ở đây thì các bạn có thể thấy là hai con nè, khó lên nét của ta. Rồi, ok. Ở đây thì bạn có thể thấy là bên trái là M42, bên phải là Leica M. Thì thiết kế của hai con thì nó cũng giống nhau, nhưng mà cái con Leica M đó thì nó dài hơn, do cái đuôi ngàm Leica M nó to hơn nè, và cái nắp của Leica M nó cũng to hơn nữa. Đây, cái nắp của thằng M42 nè, nó nhỏ hơn rất là nhiều, mỏng hơn khá nhiều luôn á, mỏng hơn chỉ có bằng khoảng chưa tới 1/2 nữa, theo mình là chưa tới 1/2. Điểm nổi bật của thằng M42 đó là cái nắp sau vẫn bằng kim loại nha các bạn, còn của Leica M thì nắp sau là bằng nhựa. Còn về nắp trước á, thì đây cả hai đều bằng kim loại hết, nhưng mà mình thấy là của thằng Leica M được hoàn thiện hình như được tốt hơn thì phải. Đây, cái nắp của thằng M42 thì có chữ TTTXA như vậy, còn thằng Leica M thì sẽ là có logo như vậy. Thì trong tương lai thì mình không biết là nó sẽ như thế nào, có thể hãng sẽ đổi nắp, tại vì hai cái nắp này nó cũng chỉ là phi 49 thôi. Đây, hai con len đều là phi 49 như nhau hết, cấu trúc quang học hay là chức năng đều cũng y chang như nhau luôn, không có khác biệt gì hết, nên có thể là sau này hãng sẽ đổi nắp ha. Đây, cho các bạn xem cái con M42 á, thì cái đuôi ngàm gần như là không có luôn, nếu mà mình xét tính như vậy. Đây, đây cái M thì dài hơn khá khá đấy. Đây mình đo, đây ví dụ mình đo hai con ống kính bằng với nhau thì Leica M dài hơn một khoảng nhiều đây. Vì clip này tập trung giới thiệu về cái con Leica M nên mình sẽ cầm con này ha, để mình xem vòng chỉnh, à vòng chỉnh khẩu cũng che như nhau thôi, cũng không có khác gì. Vòng chỉnh khẩu của nó là dạng đứt ki nên các bạn không sợ bị đá khẩu nhập, và vòng này thì mình thấy vặn như vậy nó rất là mượt. Ở bên trong thì sẽ là cái vòng lấy nét có mấy cái rãnh như vậy để bám chắc tay hơn, và khi vặn nét thì được dễ dàng hơn. Khẩu độ lớn nhất của nó là f/2.8 đến f/22, khoảng cách lấy nét gần nhất đây là 0.9 m, và trên con M42 cũng 0.9 m luôn. Với hai ống kính này á, thì điểm đặc biệt của nó sẽ là một con len tele, hay còn gọi là một con len chân dung 6 phong á, nhưng mà điểm nổi bật là nó sẽ có hiệu ứng bokeh bong bóng mà có viền sáng xung quanh. Với cái hiệu ứng bokeh bong bóng này thì những con ống kính giá thành cao mới có, mà có thêm viền sáng xung quanh nữa thì gần như là rất là hiếm gặp. Mình chỉ thấy là duy nhất chỉ con này thôi, mà nó đã ra mắt, hãng đã ra mắt cái con này nè. Nó rất là rẻ, chỉ có khoảng 5 triệu thôi. Còn con M42 này thì nó ra trước khoảng một tháng thì nó sẽ có chưa tới 4 triệu nữa, 3 triệu mấy, rất là rẻ luôn. Và khi con M42 này ra thì rất là nhiều người dùng Leica M phản ánh là làm cho Leica M đi, tại vì dùng qua ngàm chuyển từ M42 này có thể dùng qua được tất cả các ngàm khác, ví dụ như Fujifilm, Sony, Nikon Z, Canon R, Canon EF, Canon M hoặc là M43, nói chung là ngàm gì cũng có thể chuyển được. Và chi phí để chuyển đổi từ cái ngàm M42 sang tất cả các ngàm khác nó rất là rẻ, chỉ từ 100.000 tới 200.000 thôi, cực kỳ rẻ. Trừ khi bạn dùng những cái ngàm đặc biệt
Ví dụ như Leica M hoặc là nhà Fuji Film GFX là medium format đó, thì giá thành nó mới cao thôi. Chứ mấy cái ngàm còn lại thì siêu rẻ. Và hãng đã lắng nghe người dùng nên đã làm ra một con này đặc biệt luôn, là dành riêng cho Leica M, chỉ cần cắm mua và cắm vô Leica M và dùng. Không có cần qua ngành chuyển như cái con ngàm M42 này. Rồi, đây chỉ là một clip giới thiệu và cho các bạn xem sự so sánh thiết kế bên ngoài của hai con ống kính này, thì các bạn dễ dàng lựa chọn mua. Nếu ví dụ bạn dùng Leica M thì tất nhiên sẽ mua con ống kính này. Còn nếu mà bạn dùng các ngàm còn lại á, một người có thể sử dụng 2-3 body máy ảnh là chuyện bình thường ha. Thì nếu các bạn mà dùng máy ảnh còn lại thì nên mua cái M42 này, thì giá nó rẻ tiền hơn rất là nhiều so với cái con kia. Còn nếu mà mấy bạn mà muốn xem ảnh chụp từ hai ống kính này thì các bạn cứ vào fanpage bên mình là Bayer Pizza Việt Nam và TT Pizza Việt Nam, mình sẽ để ở đây. Liên mua hàng được miễn phí vận chuyển và có hỗ trợ trả góp 0%, mình sẽ để bên dưới nhé. Rồi, xin chào các bạn.